Hello, Minh Kiệt xin kính chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của Minh Kiệt. Bạn chưa thể sử dụng Facebook ngay lúc này thì có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi Minh Kiệt về cái vấn đề này là Facebook tạm thời là đóng tài khoản của các bạn là không cho xài nữa. Thì mình xin hỏi các bạn là trước đó bạn có vi phạm gì hay là không? Có spam hay là có kết bạn quá nhiều, hoặc là tham gia quá nhiều nhóm, hoặc là chia sẻ quá nhiều nhóm trong cùng một thời điểm mà Facebook không cho phép, cho nên các bạn dính cái lỗi là bạn chưa thể sử dụng Facebook ngay lúc này. Thì hôm nay Minh Kiệt sẽ làm demo và thị phạm cho các bạn có thể hình dung luôn từ đầu tới cuối đối với cái tài khoản này. Facebook yêu cầu upload hình ảnh lên của chính bạn và Minh Kiệt sẽ thực hiện như thế nào và Facebook nó mở như thế nào. Xin mời các bạn theo dõi nhé. Rồi, ok các bạn. Thì bây giờ mình để sang ngôn ngữ tiếng Việt đi để cho các bạn có thể dễ đọc. Rồi, thì mình sẽ làm thị phạm trên cái tài khoản của cái anh Phi Khanh này. Cái tài khoản này là mình tạo ra và mình cố tình để cho nó bị checkbox như thế này. Và mình làm từ đầu tới cuối, Facebook nó sẽ mở cái tài khoản này để cho các bạn có thể xem, các bạn có thể tham khảo nha. Ok, thì cái IP tốt nhất á, khi các bạn gửi cái form mẫu lên á, thì theo mình biết á, là các bạn để Singapore, Nhật Bản, hoặc là các bạn có thể để trực tiếp ở bên Mỹ luôn. Đó, thì có ba cái IP như vậy thì các bạn tùy theo các bạn thôi. Ở đây thì mình sẽ để cái VPN này chuyển sang để coi USC3 đi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang Mỹ. Ở sang Mỹ thì nó có nhiều cái tiểu bang nữa bạn. Ok, bây giờ mình chuyển sang là Los Angeles luôn. Thì các bạn lưu ý phần này, phần như thế này rất là quan trọng nha. Trước khi các bạn upload cái hình ảnh của các bạn lên á, thì các bạn vui lòng là upload cái hình ảnh của chính bạn hoặc là có một cái tấm hình nào đó trong hệ thống Facebook của các bạn mà nó không trùng với ai nha. Rồi các bạn upload lên. Khi mà các bạn upload lên á, thì Facebook nó sẽ hiện ra cái thông báo là bạn chưa thể sử dụng Facebook ngay lúc này. Và mình cũng xin lưu ý nha, các bạn đừng có đăng nhập cái tài khoản này tùm lum trên 2-3 thiết bị. Đừng có đăng nhập tùm lum trên 2-3 trình duyệt. Đang sử dụng nó trên trình duyệt nào thì các bạn cứ để im nó trên một cái trình duyệt đó. Các bạn lưu ý phần này nha. Đừng có đăng nhập tùm lum nha. Ok, các bạn có thể xem kỹ nội dung video nha. Minh Kiệt mình biết đâu mình cũng chia sẻ đó mà thôi, chứ mình không có rành về Facebook đâu đó các bạn. Ok, thì mình sẽ để cho các bạn ba cái đường link rất là quan trọng ở đây. Thì ba cái đường link này là gì? Có những bạn hỏi thì nó chẳng qua là những cái form mẫu để cho các bạn gửi những cái báo cáo như thế này lên cho Facebook và họ sẽ tiến hành, họ sẽ xem xét và họ sẽ mở lại tài khoản cho các bạn hay là không, với điều kiện trước đó bạn không vi phạm chính sách gì của họ, spam hoặc là chia sẻ quá nhiều nhóm hoặc là tham gia quá nhiều nhóm hội trong cùng một thời điểm đó. Nếu mà không vi phạm gì nghiêm trọng thì họ cũng sẽ mở lại cho các bạn thôi. Cái nội dung ở đây á, tại vì mình fix cái IP này sang Mỹ rồi cho nên mình để ngôn ngữ nó là tiếng Anh luôn. Nhưng các bạn có thể lên Google, các bạn search, chọn tập tin ở đây thì mình sẽ chọn tập tin cái hình ảnh lúc nãy á, là bạn chưa thể sử dụng Facebook ngay lúc này, tiến hành bạn gửi cho nó. Các bạn thấy nó có một cái dòng thông báo lỗi ở đây nè, chúng tôi không xử lý yêu cầu của bạn ngay lúc này. Thì cách khác, nếu mà không được đối với cái form mẫu này thì các bạn có thể vào lại cái trình duyệt này, các bạn reset hết cái trình, cái lịch sử giùm mình nha, reset hết lịch sử. Ok, clear data. Ok các bạn, và các bạn tiến hành, các bạn gửi lại cái form mẫu lúc nãy, cái email liên hệ của tài khoản của các bạn là gì và cái nội dung các bạn gửi lại.
Cái tài khoản của tôi hiện tại đã bị chết bon vân vân, thì các bạn có thể viết tiếng Việt các bạn dịch sang tiếng Anh tùy các bạn thôi, mà nội dung là các bạn ghi chuẩn ở đây nha, họ là họ phải nhìn, họ nhìn nha, ở đây là người thật nhìn chứ không phải là máy móc gì đâu các bạn. Ok, đính kèm cái hình ảnh là bạn chưa thể sử dụng Facebook ngay lúc này đó. Các bạn tiến hành bằng send. Ok, đó là cái đường link thứ nhất 890, đường link thứ hai là 670 ở đây. Các bạn copy, các bạn paste vào cái trình duyệt của các bạn ở đây. Các bạn tiến hành, các bạn gửi lên để cho bên Facebook họ xem xét cho các bạn thôi. Ok, tôi không để đăng nhập ở đây. Tên đầy đủ của các bạn trên Facebook là gì? Ở đây là anh Phi Khanh. Ok, email của tài khoản Facebook là gì? Email liên hệ là gì? Đối với các bạn mà không có email trong cái Facebook của các bạn mà đăng ký bằng số điện thoại á, thì cái link này bạn không sử dụng được nha. Bởi mình nói hoài, nói mãi là các bạn đăng ký Facebook á, các bạn là vui lòng là add cái email của các bạn vào đây luôn, để gặp trường hợp trục trặc Facebook nó sẽ support về qua cái email cho các bạn. Chứ mà Facebook không có support qua số điện thoại di động nha các bạn. Mình xin nhắc lại nha. Mình thì mình biết ở đâu mình chia sẻ đến đó thôi. Tắc kè kêu dữ, tại mình làm đi mình tắc kè kêu quá các bạn. Ok, đó thì tiếp tục thì cái đường link là 862 ở đây. Ok, kiểm tra bảo mật ngăn chặn hoạt động đăng nhập thì các bạn vui lòng là điền email và cái nội dung, các bạn có thể là dùng lại cái nội dung lúc nãy cũng được. Và các bạn đính kèm cái hình ảnh là bạn chưa thể sử dụng Facebook ngay lúc này. Trường hợp khác, nếu mà các bạn có ID card á, chứng minh nhân dân hoặc căn cước của các bạn á, các bạn có thể đính kèm thêm. Có thì càng tốt, không có thì các bạn có thể đính kèm một tấm hình này thôi cũng được. Mà mở hay không là do bên Facebook nha các bạn. Mình lưu, mình nhắc lại nha. Ok, đó. Rồi sau khi mà các bạn đã tiến hành, các bạn gửi rồi á, thì các bạn vui lòng đợi, tùy theo nha, tùy theo tài khoản. Có những tài khoản đợi sau 24 giờ, có những tài khoản là sau vài tiếng, tùy thôi. Ở bên Facebook họ quét gì nào họ xem xét gì đó, chứ mình cũng không rành nên tại nhiều khi họ cũng cục khùng các bạn. Ok, thì sau 24 giờ sau thì các bạn thấy mình đăng nhập lại thì các bạn thấy nó vẫn chưa mở, bạn chưa thể sử dụng Facebook ngay lúc này. Thì các bạn lưu ý mình đăng nhập trên Facebook Live đó, mình đăng nhập lại trên Facebook Live trên đúng cái thiết bị cũ và trên Facebook Live này đó, thì mình sẽ không đăng nhập cái tài khoản này tùm lum hết trơn, các bạn hiểu ạ? Có nghĩa là mình cứ để im cho nó một bên, bên Facebook Live. Các bạn có thể mượn tài khoản bạn bè, các bạn sử dụng tài khoản phụ đó. Thì tầm 27-28 giờ mình cố mình chờ tiếp thì các bạn thấy nó đã mở lại cho mình rồi đó. Tài khoản này mình không đăng nhập tùm lum, mình sử dụng tài khoản phụ, mình xài trên trình duyệt. Còn cái tài khoản này nó đang bị chết bon như thế này thì các bạn cứ việc để im một bên nha các bạn. Và tầm 26-27 giờ sau thì mình lock im lại thì Facebook nó đã mở khóa thành công cho cái tài khoản Facebook của anh Vi Khanh này. Ok các bạn, thì các bạn thấy cái thông tin của Facebook này là mình tạo là Facebook clone thôi các bạn, có nghĩa là Facebook ảo á. Tại sao Facebook nó mở như thế này? Thì sắp tới mình sẽ ra một cái video rất là quan trọng ở đây dành cho những các bạn là bán hàng online. Các bạn có thể tạo 5 đến 10 Facebook ảo như thế này để các bạn có thể chia sẻ những cái bài viết của cái văn trang fanpage của các bạn. Các bạn có thể bán hàng nó hiệu quả hơn. Một cái nick Facebook như thế này, các bạn có thể là chia sẻ 5 nhóm, mà 10 cái nick Facebook như vậy là cũng được 50 nhóm. Đó thì tiếp cận được rất là nhiều khách hàng của các bạn vào đây. Các bạn có thể bán được hàng của các bạn nhiều hơn. Đó, các bạn không cần phải giữ sử dụng cái Facebook chính của các bạn. Facebook chính thì các bạn cái việc là đăng bài thôi. Còn cái việc mà để mà chia sẻ quảng cáo thì các bạn có thể dùng những cái nick Facebook phụ như thế này. Các bạn chia sẻ thì người ta có thể là biết được bạn đang bán cái gì. Đó, ví dụ là như vậy. Đó, thì trong bài sau mình sẽ làm để cho các bạn thấy tạo những cái nick Facebook clone, hạn chế tối đa là nó bị chết bon, để giúp cho các bạn có thể bán hàng online nha các bạn.
Đó, ví dụ bây giờ mình các bạn có một trang fanpage ở đây mình demo thôi nha, mình có một cái trang Minh Kiệt nè, đó ví dụ như vậy, các bạn có thể dùng những cái tài khoản như vậy, các bạn vào đây các bạn like, các bạn chia sẻ vô những cái hội nhóm các bạn bán hàng mà người ta có mua hàng của các bạn hay là không, đó là những cái vấn đề khác nữa, là tiêu chí là sản phẩm và chất lượng nữa. Ok, mình chỉ cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha, kính chào và hẹn gặp lại các bạn.